Một tên sát nhân máu lạnh biến thái đang cưa chân cô gái trẻ này. Cô gái cố gắng kêu cứu nhưng tên bệnh hoạn này đã dùng cọc tiền của mình chặn họng của cô lại và sau đó bóp cổ cô ta. Cô gái trẻ bây giờ vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng và sau đó liền tắt hơi thở. Sau khi giết cô gái trẻ này xong, tên biến thái còn lấy xương của cô đem đi dã nhuyễn ra và đúc thành một mặt tượng bằng xương người. Sau đó hắn trưng bày tác phẩm của mình lên trên những cái kệ. Hãy xem tất cả những hình nhân ở trên đây xem. Chắc có lẽ rất nhiều nạn nhân đã chết dưới tay độc ác của tên bệnh hoạn này. Liệu rằng tên sát nhân này sẽ ra sao khi gặp phải gia đình của người bị hại? Nếu như các bạn muốn biết thì hãy theo chân mình theo dõi bộ phim này nhé. Ở trên một con đường phố đèn đỏ, một cô gái bán thân này đang nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ đen huyền bí. Câu chuyện của hai người này nói về việc giá cả làm tình trong một đêm. Sau khi bàn về giá xong thì hai người này đi mua một ít đồ dùng. Và có vẻ như cô gái này cảm thấy giá anh này đưa ra hơi thấp nên sắc mặt của cô hơi khó chịu. Không lâu sau thì cô gái trẻ này thấy A Giang, con của nữ chính tên là Iso, cũng đang ở nơi đây mua đồ. Cô bé A Giang này thấy người bạn của mình khóa trên thì liền nhận ra đây là E Giang. E Giang thấy như vậy thì bước đến và bảo A Giang đừng có kể chuyện này cho ai nghe hết. Nếu như mà cô biết được thì sẽ không để cho cô yên đâu. A Giang liền sợ và hứa sẽ không nói ai nghe hết. Lúc này Iso cũng phát hiện ra người đàn ông này có vấn đề nhưng cô cũng ít quan tâm tới. Tối đến sau khi về đến nhà thì hắn liền bắt đầu với công việc của mình. Hắn liền lấy bút kẻ lên trên chân của người cô gái này. Sau khi vẽ xong thì hắn cầm cái lưỡi cưa lên và bắt đầu cắt ở phần chân. Vì quá là đau đớn nên cô gái này vùng vẫy để thoát ra ngoài. Nhưng sao mà thoát cho được, bởi vì anh ta đã trói chặt tay của cô rồi. Đến nước này thì chỉ có ông nội Tokuda tới cứu cô được mà thôi. Cô muốn hét lên để cầu cứu nhưng tên bệnh hoạn này đã dùng cọc tiền bịt miệng lại rồi. Thế là hắn đã dùng tay của mình bóp cổ lấy và tiễn cô gái này sang thế giới bên kia. Và sáng ngày hôm sau, A Giang đi lên trên phố mua đồ thì cô lại thấy người đàn ông áo đen huyền bí lại xuất hiện. A Giang liền đuổi theo tên mặc áo đen và bảo E Giang có ở nhà không. Người đàn ông áo đen này liền bắt đầu nở một nụ cười và hình như hắn ta cũng đã để ý tới cô bé A Giang này. Một lúc sau, Iso thấy con gái nhỏ của mình đang nói chuyện với người lạ nên đã dắt tay đứa con gái mình đi về. Sau khi lên xe về thì bà này liền nhìn qua gương chiếu hậu thì người đàn ông áo đen đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào xe của mình. Cô bắt đầu cảm thấy bất an nên đã nhanh chóng rời đi. Nhưng cô không biết rằng tên sát nhân bệnh hoạn này đã cố gắng nhớ biển số xe của cô. Và hôm nay là lần sinh nhật thứ 14 của cô con gái mình, cả nhà vui vẻ bên nhau. Vốn dĩ cô Iso này là một nhà thiết kế chơi đồ quân cờ Domino. Cho nên cô đã tự tay mình thiết kế cho đứa con gái mình một trò chơi và cuối trò là một phần quà mà ba mẹ dành cho cô bé. Nhưng họ không biết rằng tên sát nhân này đã ghi nhớ biển số xe rồi tự mò đến căn nhà này. Và rồi ra tay sát hại tàn nhẫn hết những người bên trong gia đình. Iso liền dùng hết sức lực của mình để nhấn công tắc báo động thì mới có thể giữ được mạng của mình. Và tính mạng của cô bây giờ như đang ngàn cân treo sợi tóc. Các bác sĩ nơi này cố gắng hết sức cứu vì cô thuộc loại người máu hiếm nên việc chữa trị vô cùng là khó khăn. Truyền thông thì đang bàn tán dần dần về vụ thảm sát kinh hoàng này. Nhưng gã bác sĩ này là giám đốc của công ty chịu trách nhiệm chữa trị cho Iso lại đưa ra kết luận rằng người phụ nữ này đã bị chết não nên không thể cứu chữa được nữa. Và tên áo đen huyền bí này cũng xuất hiện ở nơi này. Khi nghe thấy như vậy liền nở một nụ cười đầy ác ý rồi rời đi nơi khác. Tại sao cô Iso đang còn sống mà tên bác sĩ này lại nói cô là đã bị chết não? Hóa ra là tên bác sĩ này có một đứa con gái đang bị bệnh tim giai đoạn cuối. Và cô bé này thuộc nhóm máu hiếm, vì thế mà chả có ai có nhóm máu này. Và cho đến khi cô Iso được đưa vô thì đã gặp được người thích hợp để tên bác sĩ này làm chuyện xấu xa. Lợi dụng cô đang bất tỉnh trong phòng bệnh nên ông ta cầm một ống tiêm có thuốc mê, định tiêm vào đường truyền dẫn, và ngay lúc này cô Iso tỉnh dậy và tên bác sĩ thấy như vậy liền sợ hãi. Và việc làm bất chính cứu con gái của ông cũng đã thất bại. Sau khi cô bình phục thì cô phải ngồi xe lăn để di chuyển. Và động lực cho cô sống mãnh liệt đến như vậy là cô muốn trả thù tên sát nhân máu lạnh kia. Trong lúc gặp nguy hiểm thì cô đã nhớ rất là rõ mặt của tên đó. Nên ngày nào Iso cũng cầm bên cạnh một con dao để tìm kiếm tên sát nhân. Nhưng vì điều đó mà đã làm cho bà nhầm lẫn vài người trên đường và có người sẽ chết vô tội. Để muốn giết kẻ thù nhanh hơn thì Iso đã đặt mua súng trên chợ đen. Lúc đầu việc mua bán diễn ra rất là thuận lợi cho đến khi hai tên này thấy bà là người tàn tật. Hắn lấy lại khẩu súng và cướp đi số tiền mà cô đã mang theo. Và trong khoảng thời gian này Iso cũng có Harin ở bên cạnh chăm sóc lấy cô. Iso liền hỏi tại sao Harin lại muốn ở bên cạnh và muốn chăm sóc lấy mình. Khi này người bạn của cô cũng đã nói ra hết sự thật. Trước đây Harin đã có chồng vì mắc bệnh ung thư vú nên người chồng đã ly dị cô. Harin không còn nơi nào để náu thân nên mới tới nhà của Iso. Harin liền nói với Iso rằng dù cô bất hạnh lại còn tàn tật nhưng khi mà so lại một người mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối sắp chết thì còn có phước hơn mình. Bản thân của mình chỉ sống còn mấy tháng nữa thôi cũng chả được hiến tặng thân mình cho người ta. Khi nói đến đây Iso liền nhớ đến trước đây gã bác sĩ đã nói mình là người thuộc loại hiếm, nên chắc chắn rằng sẽ có người nào đó cần đến cơ thể của mình. Iso liền nãy ra suy nghĩ sẽ giao dịch bằng các nội tạng trên cơ thể của mình, sai khiến họ giúp mình để trả thù và loại trừ tên sát nhân bệnh hoạn kia.
Và sáng ngày hôm sau, Iso liền hẹn tên bác sĩ ra kêu rằng ông hãy giúp và nói cho mình những người muốn ghép nội tạng này. Tên bác sĩ nghe xong thì cảm thấy hơi dè chừng. Khi đó Iso nói nếu như công chuyện làm xong thì con gái của ông sẽ được sống nhờ tim của cô. Khi nói đến đây thì tên bác sĩ này đành phải giúp cô Iso. Và không lâu sau đã tìm được 3 người có nhóm máu hiếm đang cần đến cơ thể của cô. Và người thứ nhất, anh Gumno, là người cần ghép gan cho vợ. Người thứ hai tên là Imer đang cần thận để ghép cho mẹ của mình. Và người cuối cùng, Nam Hun, cần ghép giác mạc trên đôi mắt của mình. Những người này được mời gọi tới phòng làm việc của bác sĩ. Vì lợi ích của riêng mình nên những người này đã đồng ý giúp cô loại trừ tên độc ác xấu xa đó. Với một điều kiện là sau khi Iso trả thù được cho gia đình của mình. Và mục đích sống của bà chính là để báo thù. Sau khi báo thù xong thì những người này sẽ nhận được thứ mình có đã giao kèo từ trước. Để nhanh chóng tìm được tên sát thủ, bọn họ liền lập tức hành động. Và Imer đã bán thân nóng bỏng của mình để làm tình tên kỹ sư mạng này để hắn có thể cung cấp người đã bán bật lửa trên web đen. Còn Nam Hun thì dùng kỹ năng mở khóa của mình đột nhập vào căn nhà. Còn Gumno trước đây từng là tên xã hội đen sẽ chịu trách nhiệm bên ngoài trông chừng. Bọn họ phối hợp với nhau rất là chuẩn và rất nhanh họ đã bắt được người đã bán chiếc bật lửa. Khi đem về cho Iso thì cô lại nói với những người đó rằng người này không phải là người mà cô đang muốn trả thù. Iso liền hỏi tại sao hắn lại có chiếc bật lửa này. Thì người đàn ông kia mới trả lời rằng là ông ta chỉ là một tên lái taxi. Cái hộp lửa kia là do tôi nhặt được trên chiếc xe do một vị khách đánh rơi lại trên chiếc xe. Những người này bắt đầu ngậm cay nuốt đắng và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cho bằng giết tên sát thủ thì tại sao không nên giết Iso để lấy luôn nội tạng cho lẹ. Sáng sớm hôm sau, Gumno đem theo thuốc mê mà tên bác sĩ đã đưa cho anh và đi tới nhà của Iso. Nhưng khi anh ta chuẩn bị ra tay hành động thì tên lái xe taxi lại xuất hiện. Và không chỉ có mình Gumno có suy nghĩ đó, ngay cả Imer cũng suy nghĩ tới muốn giết Iso để đẩy nhanh tiến độ. Cô liền hẹn Iso tới một nơi và sau đó liền giở trò của mình để bán cô cho một băng nhóm cho vay nặng lãi. Vì Imer trước đó đã vay một số tiền khá lớn để chạy chữa cho người mẹ của mình. Cô liền giao Iso cho bọn họ và chỉ cần quả thận của cô ta thôi, còn lại thì mọi người cứ lấy. Khi nói xong thì cô liền đi ra bên ngoài. Nhưng cô không ngờ rằng bọn họ đã lật mặt và không giữ lời hứa. Không chỉ muốn cơ thể của Iso mà còn muốn lấy luôn cơ thể của cô. Một lúc sau thì Gumno đã tới kịp thời. Anh một mình giải quyết hết đám áo đen cho vay nặng lãi. Và những ý đồ xấu xa đó cũng đã bị Iso phát hiện ra. Cô thấy như vậy liền dùng biện pháp cuối cùng, đó là sẽ dọa uống viên thuốc màu xanh này. Một khi mà uống vào thì những nội tạng của cô sẽ bị hư hỏng đi. Và khi cô nói như vậy thì mấy người này đã chừa bỏ những ý xấu đó. Và sau đó Iso liền dắt những người này tới căn nhà hồi xưa mà tên sát nhân đã sát hại gia đình của mình. Khi những người biết chuyện như thế này thì bọn họ cảm động trước tình cảnh của cô và nhất quyết sẽ tìm ra tên sát nhân đó. Vì mọi người đã nói như vậy, Iso liền để viên thuốc xuống bên dưới và cán ngang qua, coi như Iso tin tưởng vào những người này thêm một lần nữa. Vì muốn thấy tên sát nhân đó chết một cách từ từ và đau đớn nhất, nên Iso đã nhờ Nam Hun thiết kế một cái bàn cắt người để đặt tên sát nhân đó lên trên này. Sau một thời gian hết sức nỗ lực tìm kiếm thì ông trời đã không để công của những người này phí phạm. Cuối cùng họ cũng đã biết được địa chỉ nhà của tên sát nhân này. Qua lời kể của người lái xe taxi thì Iso và Nam Hun theo dõi tên sát nhân để nắm được thời gian hắn ra vào nhà. Tên sát nhân này đã bắt đầu sinh nghi chiếc xe và dòm dô bên trong. Iso và Nam Hun thấy thế thì liền nấp xuống để tránh ánh mắt của tên sát nhân, muốn tìm ra rõ thân phận của tên sát nhân này. Nhân lúc hắn ta đi công việc thì anh Nam Hun đã mạo hiểm thay đổi mật khẩu cửa. Sau đó Iso lẻn dô trong nhà thăm dò tình hình, còn Nam Hun thì ở ngoài trông chừng tên sát nhân kia. Khi dô được tới bên trong thì Iso thấy nơi này toàn là búp bê được để trên tường. Và bên cạnh mỗi con búp bê này thì có ghi ngày tháng tên tuổi của mỗi con búp bê. Và sau đó Iso đã nhận ra người bạn của con gái mình. Cô liền loay hoay kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng cô nhìn lên trên thì thấy sợi dây chuyền của đứa con gái mình. Iso cố gắng lấy sợi dây chuyền nhưng lại không thể. Khi cô đang cố gắng lấy thì bỗng nhiên tên sát nhân này về nhà. Ở bên trong này Iso thấy có tiếng động thì cô liền bắt đầu trốn ở dưới gầm bàn. Khi hắn ta nhìn đồ đạc ở trên bàn làm của mình bị lộn xộn thì cũng đã bắt đầu chú ý. Hắn liền cầm con dao điêu khắc rồi từ từ đi tới gần bàn. Nam Hun liền bấm chuông cửa. Hên cho Iso pha đó, hắn mà tiến tới thì chỉ có ối rồi ôi thôi. Sau đó hắn liền rời đi mà chả quan tâm đến nhà của mình. Iso thấy mình đã có cơ hội rồi nên liền trốn ra ngoài. Khi trên xe thì vẻ mặt của cô có chút gì đó chưa hài lòng cho lắm. Đó là chưa thể lấy lại được sợi dây chuyền của đứa con gái nhỏ của mình. Tối đến, Nam Hun và Gumno liền giúp Iso lấy lại chiếc vòng của đứa con gái. Gumno thì đứng ở ngoài canh tên sát nhân. Còn Nam Hun thì đi dô trong nhà của tên sát nhân này lấy lại chiếc vòng. Nhưng không lâu sau thì tên sát nhân này thấy Nam Hun qua camera ở nhà mình. Khi đang quan sát tên sát nhân thì bỗng nhiên vợ của Gumno gọi đến. Khi anh quay lại thì lại chả thấy tên này ở đâu hết. Đến khi nhận ra hắn ta không còn ở đây thì Nam Hun đã bị tên này đánh ngất đi. Không chỉ vậy, tên này còn biết có người nào đó đang muốn trả thù lấy mình. Tên này cố gắng tra hỏi Nam Hun nhưng anh ta đã ói xạo mình là một tên trộm. Tuy nhiên tên này thì lại thấy khác.
hắn liền thấy một bức ảnh của Iso mà cách đây 2 năm trước hắn đã sát hại nguyên một gia đình. Sau đó tên này lấy điện thoại của Nam Hun ra và liền gọi cho Iso. Sau khi nhận được cuộc điện thoại thì Iso bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi khi tên sát thủ đó gọi tới cô. Sau đó tên sát nhân bắt đầu đi kiếm Iso thông qua một tờ giấy địa chỉ. Hắn liền tới nhà người bạn của Iso và tra hỏi về Iso một cách rất là kỹ lưỡng. Cô ở bên này cảm nhận được người bạn của mình đang gặp nguy hiểm. Iso liền gọi mấy cuộc điện thoại mà người bạn của cô không nghe máy. Sau đó cô lập tức tới nhà của bạn mình nhưng khi tới nơi thì thấy người bạn đã bị sát hại rồi. Khi thấy người bạn và Nam Hun vì mình mà đã bị liên lụy tới, cô bắt đầu giằng giặt mình. Và sẽ tự mình giải quyết vấn đề này để không còn ai phải chết vì mình nữa. Sau đó Iso tới thăm mộ chồng và đứa con gái của mình. Nhưng cô không hề hay biết rằng tên sát nhân này đã theo dõi cô từ trước tới giờ. Sau đó hắn liền dắt cô đi và đẩy cô từ trên cao xuống dưới đất. Nhưng lúc Iso đang ngã xuống thì Gumno đã đến kịp thời và cứu lấy cô một mạng. Iso mặc kệ bản thân mình và bảo Gumno hãy đuổi theo tên sát nhân kia. Gumno hết sức rượt đuổi tên sát nhân. Không lâu sau đó thì tên sát nhân này cũng đã bị Gumno bắt được. Hai bên giao đấu rất là quyết liệt nhưng chắc có lẽ tên sát nhân này không phải là đối thủ của Gumno. Anh liền đưa tay của mình ra đấm vô cái mặt của tên sát nhân như long trời lở đất. Vì những cú đấm đó cái nào cái nấy đều rất chất lượng nên tên sát nhân đành phải ngất xỉu. Sau đó Gumno liền đưa hắn ta về nhà của Iso và đặt lên bàn cắt người. Sau đó gọi cho Iso về để cô muốn làm gì thì làm. Nhưng anh không ngờ, tên này đã chơi đòn giả chết để đánh lén sau lưng anh. Sau đó liền đặt anh lại lên bàn cắt và gọi điện đến cho Iso bảo rằng hãy đến nhận xác của Gumno đi. Sau đó Iso đã nhận ra được điểm yếu của tên sát nhân này, đó là những kiệt tác búp bê mà hắn coi như là tài sản quý giá của mình. Sau đó hắn liền quay người đi về nhà của mình. Nhưng trước khi đi thì hắn đã bật công tác cho máy cắt chạy. Hên mà bác sĩ đang đứng ở ngoài nên đã cứu được Gumno. Nhân lúc chờ tên sát nhân quay về nhà tìm kiếm và giết mình, Iso đã thiết kế ra một số loại bẫy để đối phó với hắn ta. Nhưng mà những cái bẫy này cũng chả ăn thua gì đối với tên này cả. Lúc này Imer và Iso phối hợp nhau để hạ tên sát nhân. Vì là con gái nên chân yếu tay mềm, nên Imer đã bị hắn tóm được và tra tấn cô. Iso thấy Imer như vậy thì cô liền ném những con búp bê đó xuống dưới đất. Tên sát nhân thấy như vậy thì liền chạy qua Iso. Và sau đó hắn lên cơn điên định dùng máy cắt định cắt cô ra. Nhưng mà Gumno đã tới kịp, tên sát nhân này cũng bị no đòn. Một lúc sau thì quá kiệt sức nên Gumno đã ngất đi. Nhân lúc cơ hội đó tên này nhặt con dao ở dưới đất lên rồi từ từ tiến tới Iso. Nhưng Iso lúc này cầm lên một hộp quẹt lửa và nở một nụ cười. Sau đó cô liền ném chiếc bật lửa vô trong hình nhân. Lập tức hình tượng bằng xương người đã bị thiêu cháy. Nhìn thấy kiệt tác mà mình đã cống hiến nhất đã bị bốc cháy, tên này thấy thế liền đau đớn bên trong tinh thần. Sau khi thấy kiệt tác của mình bị phá hủy, hắn liền tiến lại gần Iso nhưng lúc này ngọn lửa đã đốt sợi dây đứt ra. Và hình nhân bị rơi xuống và thanh sắt được gắn trong hình nhân liền đâm hắn ta một cái. Đúng là sinh nghề từ nghiệp mà. Khi hắn chết như vậy thì Iso cảm thấy không hài lòng về cách chết của hắn. Cô còn muốn hắn chết trong cơn đau đớn nhất. Khi hắn đã chết cùng với nghĩa là cô cũng phải đến lúc thực hiện lời giao kèo của mình với những người kia. Sau những thời gian họ đã gắn bó với nhau thì bọn họ cũng đã có một chút thương cô, nên cũng không đành cho cô chết. Sau đó bác sĩ đã không tiêm thuốc cho Iso, nhưng giao kèo là giao kèo. Iso đã cầm ống tiêm lên và đâm vào người của mình. Cô muốn thực hiện lời hứa này của mình trước khi cô qua đời. Thôi, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nhé.